Thưa quý vị, xâm hại tình dục trẻ em là thực trạng đáng báo động hiện nay. Thế nhưng càng lo ngại hơn khi rất nhiều trẻ em cùng các bậc cha mẹ vẫn chưa nhận thức được mối hiểm họa này. Mơ hồ, thiếu những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục là tình trạng phổ biến của trẻ em vùng cao ở tỉnh Quảng Trị. Theo cháu, hành động nào thì gọi là xâm hại tình dục trẻ em? Người lạ mà đến mà lại động vào người cháu hoặc là có hành vi xâm hại tình dục thì cháu làm thế nào? Những hành vi như thế nào, những hành động như thế nào thì gọi là xâm hại tình dục? Có thể vì e dè, nhút nhát hoặc thiếu kiến thức mà các em học sinh này không trả lời được những câu hỏi trên. Tại các xã vùng cao biên giới của huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, phần lớn các em học sinh chưa có kiến thức về phòng chống xâm hại tình dục. Đối với các em ở vùng sâu vùng xa thì các em rất là sợ. Nhất là đối với người lạ thì việc tiếp xúc của các em của con xa lạ nên là với lại kể cả với thầy cô thì các em cũng chưa được gần gũi lắm. Nên các cái kỹ năng của các em cũng chưa được bồi đắp nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến một học sinh lớp 7 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa bị xâm hại tình dục đến lần thứ hai. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ bận lên nương, làm dẫy, nên nghỉ hè em được cha mẹ giao việc ở nhà trông em. Chưa một lần được dạy thế nào là xâm hại tình dục, cũng chưa được thầy cô giáo hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục. Em đã bị tên hàng xóm đồi bại, cưỡng hiếp trong căn nhà trống trải. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, từ năm 2011 đến năm 2016, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 22 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa là nơi xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Người dân ở cái vùng miền núi này, về cái nhận thức về pháp luật là còn rất hạn chế. Cha mẹ bậc phụ huynh thì còn chủ quan, trẻ em hạn chế về cái nhận thức về cái xâm hại tình dục và cái tác hại của nó. Cái thứ hai nữa là cái thiếu kỹ năng phòng ngừa. Nhận thức được những nguy cơ đối với học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa, các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh. Đây là một giờ học ngoại khóa về phòng chống xâm hại tình dục và phòng chống tảo hôn của học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Hướng Lộc. Sau khi được giáo viên hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục, các em học sinh chia thành các nhóm để thảo luận và thể hiện chủ đề của nhóm mình thông qua các bức tranh. Thưa các bạn, xâm hại tình dục là những hành vi động chạm vào cơ thể như bộ phận môi, ngực, bộ phận tình dục. Nếu có người lạ đồng chạm vào cơ thể chúng ta thì ta kêu cứu với hoặc chạy nhà đi tìm người giúp đỡ. Còn đây là một buổi sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ phụ nữ và trẻ em gái tại nhà văn hóa thôn Trầm, xã Hướng Lộc. Tham gia buổi sinh hoạt, chị em phụ nữ và trẻ em gái được truyền thông các kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tảo hôn và được hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục. Những buổi sinh hoạt như thế này cho em biết được nhiều thứ về sinh lý của vị thành niên, sinh sản và sức khỏe. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và đẩy lùi mối hiểm họa xâm hại tình dục trẻ em. Mô hình câu lạc bộ phụ nữ và trẻ em gái tại các thôn, bản vừa cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống xâm hại tình dục, vừa phòng chống tảo hôn đã phát huy hiệu quả tại các xã khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi lại trên địa chỉ fanpage Truyền hình vì trẻ em VTV1. Mọi thông tin xin quý vị liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ Ban biên tập chương trình Truyền hình vì trẻ em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080 48197. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ 5 tuần sau. Thực hiện 17 mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Việt Nam cam kết không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Việt Nam luôn ưu tiên đảm bảo các quyền của trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức. 50% trẻ em dân tộc thiểu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch. Hơn 65% trẻ em miền núi còn thiếu điểm vui chơi. Nhiều trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục vẫn diễn ra phức tạp. Xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng và xã hội. Các cơ quan, tổ chức, gia đình, nhà trường
hãy làm hết trách nhiệm của mình, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019, chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, phòng chống đuối nước trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.